Hay chán quá. Trời ơi, chán như con gián luôn á anh ơi. Không hiểu sao dạo này nhiều chuyện đến với nhóm mình lắm luôn á. Hết China ra khỏi nhóm, rồi Hailey với lại thầy Khôi bị vu oan, rồi Moi với cả Kenji còn bị đình chỉ học nữa. Không biết chuyện tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Kiểu như lâu lâu mấy chuyện xui nó hẹp đến á. Mọi người đừng có lo quá. Xui cái gì chứ? Mấy cái chuyện này rõ ràng là có người muốn ám hại mình. Cũng chưa rõ ràng mà. Chết rồi. Gì vậy Kenji? Mọi chuyện có lẽ là như vậy rồi đó. Chuyện như vậy là chuyện sao? Thì theo tôi suy đoán á, là có người đang muốn ám hại tụi mình á. Nhưng mà người đó là ai? Người đó không ai khác, không biết. Trời ơi, ông mất xàm đi được không? Ê, tôi không có xàm đâu. Mọi người không để ý hả? Dạo này những chuyện xui cứ dồn dập tới với nhóm mình á. Lúc trước kìa, có gì đâu. Chẳng lẽ lần này lại là trùng hợp? Như vậy suy ra, có lẽ người đăng clip cũng như người đăng hình là một. Và người đó không ai khác, chính là... chính là... không ai biết hết. Ủa, chai nhớ đâu ta? Ngáo thiệt luôn á. Chị nói là nè, bao lần rồi, lúc nào cũng cảm ơn. Thôi, đi mua nhà đi. Em về trước nha. Bye bye. Bye bye. Ê, cái vụ bữa nói tính sao? Tôi cũng không biết tính sao nữa. Nhưng mà cái vụ đó là sao? Thôi về trước nha. Ừ. Ủa sao ông chưa về nữa? Linh đi quên cặp này. Ừ. Mà Linh quen với Khoa hả? Cũng quen biết sơ sơ á. Hai người... giữa hai người có gì không? Cũng không có thân thiết gì đâu. Chẳng qua là... chẳng qua là sao? Hình như ổng muốn cua tôi hay gì á. Ừ, cẩn thận đấy. Tên này lanh nhăng lắm. Xém nữa thì Việt Thi cũng bị hắn lừa rồi. Vậy hả? Sao nguy hiểm quá vậy? Nhưng mà ông yên tâm đi, ổng không dụ được tôi đâu. Linh không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa chứ. Thôi vậy tôi vô nhà trước nha. Ừ. Bye bye. Vi! Vi! Thanh niên gì mà sáng á, xỉn chiều sai. Làm có ít tiền thì đổ vô rượu chè hết trơn hết trội. Tháng nào cũng để tiền nhà tao là sao mày, hả? Còn nhớ mà thiếm nằm. Mai, mai con trả. Trời ơi, ngày mai, ngày nào cũng ngày mai hết. Riết rồi á, chuyện nào cũng biết trả hả? Ủa, anh Lâm bị sao vậy cô? Thấy mà còn hỏi nữa, đó. Sai nằm giật giữa vậy đó. Ủa, mà con là bạn của nó hả? Dạ vâng. Qua đây tím nó có chuyện gì vậy? À, con tính nói chuyện với anh một chút. Thôi, vậy con lợi con ngồi chơi với nó tí xíu đi. Chừng nào nấu giả rượu thì con về, nhớ không? Dạ. Dạ gì mà dạ. Bị ngồi này ngoài. Hồi đó đâu có tệ gì đâu con. Từ ngày nhỏ bạn gái nó mất á, nó mượn rượu giải sầu, riết mà thấy ghê vậy đó. Chuyện này con cũng không nghe. Mà cô có biết tại sao bạn gái của anh ấy lại mất không ạ? Cô có nghe nói mà cô cũng rõ chuyện gì hết á. Con đợi nó tỉnh dậy á, con hỏi cho ra lẽ nha không? Thôi bây giờ á, cô có việc cô phải về.
con ở đây với nó nhỉ không? Dạ. Cô đi nha. Dạ, rồi. Con chào cô. Rồi, cô đi nha. Mai nha Thím Nam. Mai hoài à? Mai. Ai. Mày Lâm. Hôm trước chị Khiết Băng đã cố nói chuyện với anh rồi. Sao anh không giúp nữa? Chẳng lẽ anh định bỏ mặc Trường La La và người thầy đã giúp anh lúc khó khăn sao? Liên quan tới tao, sạp. Em không biết là quá khứ anh đã từng trải qua những chuyện đau khổ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là một thằng đàn ông, mình nên đối diện với nghịch cảnh. Chứ anh không thể như thế này mãi được. Tao vậy đó. Mà mày về đi, biến đi, ồn quá. Anh biến đi. Hôm bữa tôi đưa tiền cho anh rồi, mắc gì hôm nay phải đưa thêm? Ủa, cô không biết hôm bữa xém nữa thằng nhãi Winner cho tôi một trận rồi. Trước đây cô đâu có nói nguy hiểm như vậy đâu. Cho nên là bây giờ cô phải cho thêm ít tiền nữa để điều trị tâm lý này, điều trị cái thương tích bên ngoài nữa. Qua nhà Hana mượn cây ukulele về đánh cho Khánh Linh nghe mới được. Anh bị đánh cái chút xíu à? Mà làm vậy có lố lắm không vậy? Cô không bị đánh sao cô biết là chút xíu được? Đã không làm được việc rồi mà cứ thích vòi tiền của người khác. Anh có tự trọng không vậy? Ủa? Cô mới là người không có tự trọng chứ. Cô đừng có giở dòng đạo đức giả ở đây mà quỵt tiền tôi nha. Cô nên nhớ, chính cô là người vạch ra kế hoạch này để hãm hại Việt Thi và có được quyền nợ. Ủa, anh, có chuyện gì quan trọng không? Mà sao kêu mọi người họp nhóm vậy? Ừ, có hai chuyện quan trọng anh muốn nói mọi người. Nhưng mà đợi đông đủ đã. Đông đủ. Winner. Chào mọi người. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi mọi người. Tôi biết là thời gian qua mọi người đã buồn phiền với tôi nhiều rồi. Tôi cũng không vui vẻ gì hết. Tôi cũng biết lỗi của mình rồi. Hôm nay tôi có mang một ít đồ ăn đến để mong mọi người tha lỗi cho tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Dù gì thì Winner cũng đã lỡ sai. Nhưng mà không sao, là bạn bè phải biết tha thứ. Đúng không mọi người? Trời, tha với trả thứ gì. Dù sao tôi với Mon cũng được nghỉ học một tuần, sướng muốn chết. Ê, có bánh trái kìa, đưa cho mọi người đi. Dạ. Em, mọi người chơi nhau đi. Wow, ngon nha. Vậy mọi người tha thứ cho tôi nha. Tụi tôi tha thứ mà. Tụi tôi tha thứ cho ông mà. Cái gì vậy, tha thứ hết mà. Vì Thi. Dù gì ông làm chuyện này cũng vì tôi mà, nên tôi bỏ qua á. Thôi, cô ngồi đi ba, đứng lại. Nè, dành chỗ ông nè. Ủa, mà nói có hai chuyện quan trọng, giờ mới biết một chuyện à. Chuyện còn lại là gì? Thấy mà ông căng vậy, chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Tôi phát hiện ra trong nhóm của chúng ta có một kẻ phản bội. Thì Thi, bà bị Hana hãm hại và bà không biết à? Hana, là sao Mon? Bà có nhớ vụ khoa tỏ tình bà không? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Hana sắp đặt. Hôm qua, chính tai tôi nghe thấy ông Khoa và Hana nói chuyện với nhau. Ông ấy bảo Hana xúi ông Khoa tán tỉnh Việt Thi để Winner nhìn thấy, và điều đó sẽ làm cho Winner ghét Việt Thi hơn. Ông nói chuyện này nghe vô lý quá. Tôi nghĩ là Hana không có làm chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ là do Hana thích Winner. Tôi cảm nhận được như vậy. Sao lại như vậy được? Thì à, bây giờ ấy, cô muốn biết đúng hay không?
thì phải đợi chính chủ nhân xác nhận. Sao? Đúng vậy. Cách đây mấy hôm Hana có tỏ tình với tôi, nhưng thực ra tôi chỉ coi Hana như một người bạn thôi, nên tôi đã từ chối rồi. Thì có nghĩa là Hana thích Winner. Hana không muốn Winner gần gũi Việt Thi nên đã thuê Khoa tỏ tình với Việt Thi. Tranh thủ lúc đó Hana tỏ tình với Winner, nhưng không ngờ Winner lại từ chối. Trời, nghe giống như là phim luôn á anh. Nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất là trong nhóm B36 chơi với nhau lâu rồi mà lại có những người làm chuyện xấu như vậy. Trước giờ B36 đâu có như vậy đâu. Đi động có nhau, xem nhau như là một gia đình vậy. Hana ích kỷ như vậy chắc không xem mọi người là gia đình rồi. Định là thay không phải Thi. Hana, bà quá đáng lắm, tôi biết hết rồi. Biết hết? Vụ gì? Bà thuê Khoa tán tỉnh tôi. Bà có biết như vậy là bà quá đáng lắm không? Bà không nghĩ làm như vậy sẽ làm tôi tổn thương hả? Vậy là bà biết hết rồi hả? Ừ, tôi làm á. Rồi sao? Ai biểu bà dám giành người tôi thích chi?